Đừng diễn trò nhịn ăn với anh như thế chứ. Anh đã mất công đến đón em, đưa em đi ăn thế này rồi. Thế mà vẫn giận anh. Em đúng là đường, dã man. Đứa nào nói mà không làm còn dã man hơn ấy. Thì em cũng phải cho anh thời gian chứ. Em biết tính mẹ mà. Mẹ đâu phải là người nói tay bo theo cái kiểu 1+1=2 được. Tại sao nhà anh cứ phải vòng vo vòng vèo thế nhở? Người cùng một nhà nói thẳng nói thật không hay à? Cứ phải thích nói khéo á. Thì ý anh tức là đợi hôm nào mẹ tâm lý tốt ấy, thì mình nói cũng chưa muộn đúng không? Anh cũng đang tính hỏi em xem em có muốn mua ô tô không đấy. Vì anh nghe bảo chỗ làm mới của cơ quan em ấy xa nhà lắm đúng không? Anh đang tính là sẽ mua cho em một chiếc ô tô để em tiện đi làm, tiện việc chở mẹ đi chơi nữa. Mẹ thì đã có bố chở đi, đời nào mẹ chịu ngồi xe của em? Chỉ giỏi chống chế thôi. Thôi được rồi, việc mua xe cứ để anh lo. Mua xe cho vợ anh mà. À mua ra. Mình to thế. Ngon không? Con cố gắng thuyết phục cái Trang uống thuốc nhá. Một thang thuốc này những mấy chục nghìn đấy. Còn tốt hơn gấp vạn lần thuốc nó đang uống ấy. Con hiểu ý tốt của mẹ, nhưng mà không thể để Trang uống thuốc mà không có đơn của bác sĩ được. Cô ngửi cái mùi thuốc bắc này thôi đã thấy ghê rồi. Uống vào nôn ra hết còn hại hơn ấy ạ. Với lại lẽ ra mẹ nên hỏi ý kiến của con trước. Hơn nữa, thuốc bắc này mà lấy ở nơi không uy tín, bây giờ họ toàn sấy bằng lưu huỳnh thôi, rất độc đấy mẹ. Thật không? Vâng, thì báo đài đã phản ánh suốt mẹ. Ồ, cái thằng này. Thế sao mày không nói cho mẹ biết? Mẹ lại cứ tưởng là mấy ông lang ở trên này cũng giống như là lang ở dưới quê nhà mình ấy chứ. Mà này. Dạ. Làm cái gì thế? Thôi, đi ra đi để mẹ làm nốt cho. Có vợ rồi mà cứ như là cái thời ở trọ ấy. Không sao mẹ ơi, con đang rửa tay. Ừ, mà cũng là để động viên vợ con vượt qua giai đoạn khó khăn này mẹ ạ. Mẹ ở đây thấy thừa thãi quá. Chả đỡ được cho bọn con cái gì cả. Mẹ cũng định về quê đấy. Nhưng thế này thì chắc là mẹ phải ở lại thêm thời gian nữa. Thấy con vất vả như thế, mẹ không đành lòng được. Thì ít ra mẹ cũng sẽ đỡ đần được một số việc lặt vặt. Mà này, biết đâu qua thời gian ngén ngẩm, vợ con nó sẽ khá lên hơn. Vâng, mẹ cứ ở đây, nhà của bọn con cũng là nhà của mẹ mà. Rửa bát sạch vào đây nhá. Sáng mai mẹ kiểm tra từng cái một mà vẫn còn dính mỡ là chết với em đấy. Em vào mà rửa cho nó sạch này. Đâu, đang bắt lão Thanh rửa bát. À, tao bảo này, mày phải bắt anh Tùng quyết liệt vào, càng nhường nhịn là càng lấn tới đấy. Ừ, thế nhá. Này, lát nữa lên phòng ấy, anh cho xem mấy mẫu xe mới, đẹp lắm. Thế á? Anh nghiên cứu cả một buổi chiều nay rồi. Vợ chồng mình mà mua xe ấy, phải mua xe mới, đi cho nó oách. Thôi anh ạ, cứ mua xe cũ cũng được. Mua xe mới nhỡ chẳng may va quệt xước xác gì, xót lắm. Việc gì mà vợ chồng mình phải đi mua xe cũ. Vợ yêu của anh ấy là phải đi xe đẹp, xe mới nó mới xứng tầm chứ. Mua trả góp bây giờ đơn giản không ấy mà. Anh chồng mình hôm nay đáng yêu thế nhở. Con gái. Alo, tôi đây. Xong rồi. Ăn cơm xong là tôi làm ngay. Đúng giờ luôn. Tôi nghe cô lần này. Ừ.
Này, em vừa làm đổ vỡ cái gì đấy? Anh nghe thấy à? Ừ. Không, có gì đâu, chắc là tiếng tivi. Đấy, làm gì có tiếng gì? Lạ nhỉ. Anh chuẩn bị thuốc cho em rồi đấy, em uống đi. Vâng. Mà cũng phải đến bệnh viện khám lại xem thế nào, rồi người ta đổi thuốc cho. Chứ dạo này anh thấy tần suất em đau hơi bị nhiều đấy. Em khỏe. Anh không phải nói với em cái giọng điệu đó. Em phải khỏe để còn lo cho cái nhà này. Anh có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Em vừa bảo tiếng tivi cơ mà. Không. Sắp tới mà có xe riêng ấy, tha hồ chủ động, đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Nghĩ đến đã thấy sướng vợ nhờ. Chẳng qua tại cơ quan chuyển trụ sở mới nên em mới muốn mua ô tô. Chứ thật ra cái tiền đấy em muốn để dành để mua nhà, hai vợ chồng mình ra ở riêng cơ. Việc gì cần trước thì làm trước. Việc gì em cũng cần. Anh thấy việc mua xe là việc cần hơn. Bởi vì em đi làm thì xa, mà anh ấy thương em đi làm mệt lắm. Ủa, thôi 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 anh ơi, em bảo này. Ừ. Thôi, hôm nay em không uống thuốc. Thế là em đã đồng ý đẻ cho bà một đứa cháu rồi đấy à? Không phải là như thế. Chẳng qua là bây giờ em chả nghĩ ra cách gì cả. Ở nhà uống thuốc thì không được, đến cơ quan thì bị soi mói. Thôi anh, hôm nay thông cảm cho em nhé. Thế là cho anh nhịn luôn đấy à? Ủa chịu thế không biết. Thôi, không thèm.
đau quá mẹ. Ơ mẹ, mẹ sao thế? Ui, tôi đã bảo rồi, tôi quen ngủ có đèn sáng, mắt bà già này kém, tối um thế chả nhìn thấy gì mà đi vệ sinh cả. Mẹ phải cẩn thận chứ, mẹ có đau lắm không? Con xem nào. Ơ, em đi đâu đấy? Em ra ngoài ghế ngủ, anh ngủ trong này với mẹ đi. Ê thôi thôi, Tùng. Dạ. Ngủ trong này với vợ đi, để mẹ ra ngoài ghế ngủ cho nó yên thân. Mẹ, mẹ ngủ cẩn thận ạ. Cuối cùng cũng được ngủ với chồng. Anh bạn này, bây giờ đừng có với chồng rồi, mẹ ở đây không ảnh hưởng gì đâu nhỉ. Thì còn gì nữa, mẹ ở đây chả ảnh hưởng gì đến em nhá. Mà hàng ngày bà lại đỡ được cho em rất là nhiều việc, em đỡ vất vả. Không, anh đừng có mà thuyết phục em vô ích. Đã thỏa thuận với nhau là mẹ chỉ lên đây trông tạm một tháng rồi mẹ về, anh muốn làm thế nào thì làm. Chẳng lẽ bây giờ anh nói thẳng với mẹ, mẹ ở hết thời gian rồi mẹ về đi à? Nói thế nào là do anh ấy. Anh, em nói anh biết nhá, mẹ mà còn ở đây lâu là em với mẹ cãi nhau đấy. Anh có muốn vợ anh với mẹ anh bất hòa không? Thế mẹ em nói cho anh biết nhá, nếu mà chuyện đấy xảy ra ấy, anh là người khổ nhất đấy. Thì cũng phải để mẹ thư thư đã chứ. Thư thư đến bao giờ nữa? Anh không thấy là mẹ bảo là mẹ sẽ ở đây đến tận lúc em đẻ à? Thế thì nếu muốn nhanh, em nghĩ đi. Thật nhá. Thật nhá. Ừ, chắc chắn rồi. Nhưng mà này, anh bảo nhá, em làm cách gì cũng được, nhưng mà không được xúc phạm mẹ đâu đấy. Yên tâm đi, em sẽ nghĩ ra cách gì đấy hay hay, tế nhị, mẹ sẽ không buồn đâu mà. Làm cái gì mà nhìn em kinh đấy hả? Anh vừa đi đâu về? Khai ra. Theo em ấy, anh đi đâu? Từ giờ trở đi, em có thể vứt hết đống thuốc của em đi, khỏi phải lo giấu giếm nữa. Anh đã hết mình về em chưa? Tắt đèn đi. Con ơi. Mẹ, mẹ chưa ngủ à? Mẹ già rồi, khó ngủ lại lắm. Này, uống nước đi. Dạ, con xin ạ. Cố một vài tuần nữa thôi con. Mẹ nghĩ sau 3 tháng có lẽ đỡ đấy. Ôi. Có nhiều người, người ta nghèo đến tận lúc đẻ cơ. Ôi, con mà thế này chắc con chết. Vớ vẩn. Thôi, bây giờ con vào cố ngủ đi. Có mẹ ở đây rồi, cứ yên tâm. Vâng ạ. Mà
từ giờ cứ để hé cửa đấy, có gì thì mẹ còn vào ngay được nhá. Thôi ngủ đi con. À này, mai thằng Tùng nó đi làm sớm đấy, để cho nó ngủ nhá. Gì đi. Anh chỉ biết sướng mỗi cái thân anh thôi à? Chả thèm quan tâm gì đến vợ con ấy. Thì có mẹ rồi. Thế là có mẹ anh nên anh phó thác đúng không? Bây giờ em muốn thế nào nữa? Nếu mà em có đẻ con gái, chắc là mẹ anh cũng chả nhiệt tình như thế này. Em lại thế nữa rồi. Con nào mà chả là con. Vợ chồng mình ngủ tiếp nhá. Nằm xuống đây anh ôm. Để. Ấy, nằm đây. Nếu như chúng mình ở riêng thì ngày nào cũng sẽ được hạnh phúc như thế này. Anh chỉ sợ lúc ra ở riêng ấy, đi làm về em lại còn làm việc nhà nữa, chẳng có thời gian dành cho anh. Nhưng mà ở chung với mẹ, tư tưởng không được thoải mái. Một thời gian nữa em sẽ quen thôi. Ra ở riêng bây giờ tốn kém lắm. Bọn mình còn phải tiết kiệm tiền để mua xe ô tô nữa mà. Mẹ anh chỉ mắc bệnh nói nhiều thôi, nhưng mà thực tâm ấy, rất là thương em đấy. Mẹ anh thì bao giờ chả tốt nhất. Nghe đây này, nếu như bây giờ mẹ anh mà đồng ý tài trợ tiền cho mình mua ô tô ấy, thế thì mới là tốt nhất. Chuyện quá đơn giản luôn. Anh mà đã ra tay, gạo xay ra cám. Thế bây giờ thế nào? Anh chịu thua thôi, cho anh ngủ đi. Dậy rồi hả con? Mẹ. Mẹ ơi, có phải ở đây mẹ khó ngủ đúng không? Không, nằm ở đây mẹ thấy ngủ ngon hơn ấy. À, con vào rửa mặt mũi đi, để mẹ làm đồ ăn sáng cho con. Ôi mẹ ơi, vẫn còn sớm, để con giúp mẹ lau nhà nhá. Thôi, việc nhà cửa cứ để đấy lát nữa mẹ lau. Con ấy là phải ăn sáng cho nó đàng hoàng rồi hẵng đi làm. Kinh tế gia đình bây giờ phụ thuộc vào con ấy, cho nên con phải giữ gìn sức khỏe. Mẹ cứ nâng tầm quan trọng của con mẹ lên như thế, nhỡ ra Trang ghen tị thì sao? Bây giờ nó đang chửa nghén thì làm được cái gì? À, mẹ bảo lát nữa mẹ sẽ ra chợ mua cho nó con cá chép hấp lên cho nó ăn.
Thôi thôi mẹ ơi, không cần đâu. Chàng đang nghén để cô ấy thích ăn gì tự làm. Chứ bây giờ mẹ nấu nhỡ ra mà vợ con không thích, có phải là phí công không? Ừ, nó phải nghĩ là ăn cho con chứ không phải là cho bản thân nó. Cứ không ăn không uống như thế, đến lúc đẻ con ra sức khỏe nó thế nào? Vâng. Thì mẹ nấu cũng được. Nhưng mà nếu Trang không thích, mẹ cũng đừng ép vợ con nhá. Tôi biết rồi, không phải dặn. Thôi thôi, đi vào rửa mặt mũi đi, nhanh lên. Cô chào bố mẹ. Bố mẹ xuống ăn sáng con. Xuống ăn sáng con. Mẹ để con bê cho. Ôi dồi. Này, tay con đã khỏi chưa mà tháo băng ra thế kia? Tay con khỏi rồi mẹ ạ, con cử động được bình thường rồi. Ngon quá. Dạ, con mời bố mẹ ăn sáng ạ. Mẹ nghe Thanh nói các con đang dự định mua một cái ô tô. Cơ bản thì mẹ thấy nguyện vọng của các con là hợp tình hợp lý. Dạ, cơ quan con chuyển ra chỗ mới mà chỗ này thì lại hơi xa. Nếu như đi xe máy một mình thì cũng không an toàn lắm ạ. Thế các con đã xác định chưa? Hay mới chỉ là dự kiến thôi? Dạ, cuối tháng này bọn con phải chuyển đi rồi mẹ ạ. Bởi vì cái trụ sở cũ người ta phá. Thế các con định mua xe gì? Giá bao nhiêu? Bọn con đã thống nhất với nhau rồi. Mua loại xe đã qua sử dụng, tức là xe cũ ấy ạ. Đúng. Cần gì phải mua xe mới hả con? Mua xe mới rồi, đi vài ngày nó cũng thành cũ thôi. Quyết định đấy là chính xác đấy. Nhưng mà cũ gì thì cũ, giá cũng phải trên 500 triệu thì bọn con mới đi được ạ. Thế các con đã có bao nhiêu tiền? Dạ. Mẹ hỏi là các con có bao nhiêu tiền rồi? Con... Con chào bố mẹ. Bố mẹ ạ. Xuống ăn sáng con. Xuống ăn sáng con. Mẹ để con bê cho. Ôi dồi. Này. Dạ. Tay con đã khỏi chưa mà tháo băng ra thế kia? Tay con khỏi rồi mẹ ạ. Con cử động được bình thường rồi. Thế hả? Xin ạ. Ngon quá. Dạ, con mời bố mẹ ăn sáng ạ. Mẹ nghe Thanh nói các con đang dự định mua một cái ô tô. Cơ bản thì mẹ thấy nguyện vọng của các con là hợp tình hợp lý. Dạ, cơ quan con chuyển ra chỗ mới mà chỗ này thì lại hơi xa. Nếu như đi xe máy một mình thì cũng không an toàn lắm ạ. Thế các con đã xác định chưa? Hay mới chỉ là dự kiến thôi? Dạ, cuối tháng này bọn con phải chuyển đi rồi mẹ ạ. Bởi vì cái trụ sở cũ người ta phá. Thế các con định mua xe gì? Giá bao nhiêu? Bọn con đã thống nhất với nhau rồi. Mua loại xe đã qua sử dụng, tức là xe cũ ấy ạ. Đúng. Cần gì phải mua xe mới hả con? Mua xe mới rồi, đi vài ngày nó cũng thành cũ thôi. Quyết định đấy là chính xác đấy. Nhưng mà cũ gì thì cũ, giá cũng phải trên 500 triệu thì bọn con mới đi được ạ. Vâng. Thế các con đã có bao nhiêu tiền? Dạ. Mẹ hỏi là các con có bao nhiêu tiền rồi? Con thì có khoảng 350. Nếu mà mẹ cho bọn con vay thêm 100 hay là hơn 100 thì tốt ạ. Còn thừa thiếu thế nào bọn con sẽ vay thêm bạn. Các con mua gì thì cứ mua. Bố ủng hộ các con. Vâng. Kiếm tiền cũng chỉ là mưu cầu cho cuộc sống thôi mà. Hả? Vâng. Em thấy thế nào? Tậu một cái xe thì không khó. Nhưng em nghe người ta nói nuôi một cái xe ấy thì rất tốn kém đấy. Ngoài đủ các loại phí ra, rồi còn phải kể đến giá xăng cứ tăng vòn vọt hàng ngày ấy. Các con xem thế nào? Sẽ phải chi vào đó một khoản kha khá đấy. Tốn kém lắm đấy. Kìa mẹ, mẹ không phải suy nghĩ đến những chuyện đó đâu. Mẹ chỉ cần ủng hộ bọn con thôi. Còn lại tất cả các việc khác mẹ không phải lo một việc gì hết. Như thế mẹ đã là một người mẹ tuyệt vời nhất của con rồi đấy ạ. Thôi được rồi, cuối tuần này hai đứa cứ đi xem xe đi. Chọn được cái nào ưng ý thì về nói với mẹ, mẹ đưa tiền. Nhưng mà nhớ là trong cái khoảng như Vân vừa nói rồi đấy nhá.
nhẹ gì tay thôi, con không ngủ được. Ôi chết, mẹ sơ ý quá, xin lỗi con nhá. Bố thôi rồi ạ? À? À, bố đủ rồi. Thế bố mẹ cứ ra đòn uống nước đi ạ, để bát đũa con rửa cho. Anh ra uống nước đi. Sướng nhá, đúng ý em chưa? Tối nay là phải chiều chồng đấy. Quên đi, chỉ có thế là nhanh thôi. Này, sao hôm nay mẹ dễ tính thế nhở? Mẹ là người tính tiết kiệm. Thế nhưng mà chuyện gì chi tiêu cần đúng ấy, mẹ anh hào phóng lắm. Ăn nhanh nữa em còn rửa bát. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nhẹ bay trong gió. Ôi, yêu đời thế, mà hát cái hò nữa. tin mới mọi người ơi. Gì đấy? Em vừa đi xem văn phòng mới nhá. Ôi dồi ôi, bước vào cái toilet thôi mà sạch sẽ tinh tươm ngất ngây con gà Tây chị ạ. Thế à? Chị nghĩ nhá, kể cả là phải đi làm xa hơn, nhưng mà cứ tưởng tượng đến cái lúc ấy mình được làm việc ở trong một cái môi trường tiện nghi như thế nhá, wax slack như thế nhá, thì bao nhiêu chị cũng chuyển luôn. Chị Nhu ơi, chị nói mà chị không nghĩ à? Chỉ có em với cái Vân là phải đi xa hơn, chứ chị có vài bước chân thì lo cái gì? Thật thì chị cứ nói thế. Vân, dạ, tình hình mua xe thế nào rồi? À, cái vụ đó đã được giải quyết một cách ngoạn mục rồi chị ạ. Thế à? Hả? Có biến à? Ừ thì vợ chồng người ta chuẩn bị mua ô tô. Kinh rồi. Bà bây giờ là đại gia nhất phòng đấy nhở? Này, dạ, định mua xe gì, bao nhiêu tiền? Em cũng chưa chọn chị ạ. Đang định là hôm nào rảnh rảnh hai vợ chồng đi xem rồi mới quyết. Em ý, mua xe là hơi bị hợp lý luôn nhá. Riêng cái khoản gửi xe hàng tháng ấy là đã không mất rồi. Nhà em rộng như thế cơ mà. Công nhận. Này, Vân nó mà mua được ô tô ấy là kiểu gì cả phòng mình cũng được ăn khao đấy nhá. Chuyện nhỏ như con thỏ. Chị nói cứ như là xe của mình ấy. Chuyện đứa nào mua được chị cũng mừng. Cứ miễn làm sao nhá, buổi trưa chị đi ăn không bị nắng là được. Chuẩn, chị nói chỉ có chuẩn thôi. Dạ, em chào anh chị ạ. Anh chị đến xem xe. Mình muốn mua một chiếc xe đã qua sử dụng, loại bình thường thôi. Dạ vâng, thế thì mời anh chị đi theo em ạ. Anh chị có thể xem qua quyển catalog này. Nếu như anh chị ưng cái nào thì em sẽ tư vấn tận tình. Ban đầu cứ nghĩ chỉ có quần áo, giày, dép, mỹ phẩm là nhiều loại. Không ngờ xe ô tô có nhiều loại như thế này. Biết chọn loại nào bây giờ? Em bảo này, em thích xe này. Đồ dở hơi. Chiếc xe này đắt tiền lắm em biết không? Này, đừng có động vào chiếc xe nào nhé. Vượt quá khung tài chính đã được duyệt nghe chưa? Em đùa đấy. Bạn ơi, từ nãy đến giờ xem trong catalog ấy, mình hoa hết cả mắt rồi. Bây giờ bạn có chiếc xe nào tầm khoảng 4 cho đến 500 triệu và dẫn mình đi xem. Rất may thưa anh, ở đây bọn em có một vài chiếc xe như thế ạ. Thế à? Đâu? Mời anh chị đi theo em. Ôi. Mời anh chị đi lối này. Đẹp thế nhỉ. Đi. Đi. Úi. Anh ơi, xe này vừa đẹp. Xe này vừa nhỏ vừa xấu. Hơn nữa, cái màu này chói mắt lắm. Không hợp mệnh vợ chồng mình đâu. Thế anh thích màu gì? Tất nhiên là màu đen. Vừa sang trọng vừa lịch lãm. Dạ thưa anh chị, ở kia có một chiếc xe màu đen. Tuy đời hơi cũ nhưng em nghĩ là sẽ hợp với anh chị ạ. Được đấy, đi. Cứ ăn từ từ thôi nhá. Nếu mà nó nguội thì để mẹ hâm nóng lại cho. Mẹ ơi. Hả? Mặn lắm mẹ ạ. Sao lại mặn? Mẹ ăn thử mà xem nào. Ừ nhỉ, rõ ràng mẹ cho ít gia vị rồi mà sao vẫn mặn nhỉ? Mà từ mai mẹ đừng mua cá nữa. Con đang nghén thế này, một ngày mẹ nhồi con ăn 3 bữa con không chịu được đâu. Được rồi, thế để từ mai mẹ sẽ tìm cách đổi món cho con. Bà con thấy nghe ra bảo, những người nghén như con á, con đẻ con gái. Phủi phủi cái mồm. Đã đẻ đâu mà biết là trai hay gái chứ. Không được rồi, xe này là xe số tự động, vừa tốn xăng
lại vừa không bền mà xe số sàn. Số sàn làm sao mà em lái được? Thì em chỉ cần tập một thời gian là quen mà. Thôi, mua xe số tự động màu đỏ hay là màu trắng ý? Xe số sàn màu đen hoặc màu ghi. Anh quá đáng ấy nhở? Thôi nào, anh cũng đã từng đi xe của bố rồi. Hơn nữa, anh cũng biết nhiều hơn em về xe. Em phải nghe theo quyết định của anh chứ. Nhưng mà em bỏ tiền ra, em phải được chọn chứ. Mẹ anh không bỏ tiền ra mua chắc. Anh với mẹ anh đi mà mua. Ơ kìa, Vân. À. Sao? Tại sao không bao giờ anh mua hoa quả cho em ăn là thế nào? Cái con bé nó buồn cười nhỉ. Anh đã phải nuôi mày ăn, nuôi mày học rồi. Bây giờ mà còn phải chăm mày nữa. Quên đi em nhé. À, không tính. Hôm nay, anh bảo tranh thủ lúc chị Trang nó ốm nghén, em qua em chăm sóc chị coi như là thực tập dần dần thế là vừa. Sau này về nhà chồng, đỡ bỡ ngỡ, đúng không? Còn lâu nhá. Này, em bảo này. Anh chiều chị vừa vừa vài vài thôi. Mẹ mình lên nhá, chiều chị như là chiều vong ấy. Thế mà chị vẫn không đồng ý đâu đấy. Mẹ này, chị Trang đang ốm nghén, ăn uống hơi khó tính tí thôi. Gì? Đi đây em bảo. Nhưng mà em nói thật nhá, là chị khó tính thật đấy. Chứ bao giờ em thấy người nào khó tính như chị cả. Thật. Chị cứ như cái kiểu như một mình chị biết mang thai không bằng ấy. Thế đứa nào đang tha cái gì trên tay kia hả? Đây không phải là món đậu phộng mà chị Trang thích à? Nhưng mà cái này không tính. Cái con bé tham ăn này mày chưa mang đến cho chị mày đã ăn rồi. Cái này nhá, là em để dành riêng đút lót cháu em đấy. Nhớ sau này nhá, em mà có ế thì nó còn đi chơi cùng với em nữa chứ. Vâng, lên nhà rồi. À này, hai đứa chọn được loại xe nào ưng ý rồi? Con ấy thì chọn được một chiếc xe vừa đẹp vừa kinh tế. Nhưng mà Vân thì chả thích cái xe đấy, thích một cái xe khác. Con chả thấy hợp lý gì cả. Con ơi, việc mua xe là việc của đàn ông. Mình đàn bà con gái tội gì mà có ý kiến vào con. Mà mẹ hỏi, mua xe cho ai đi nào? Mua cho Vân ạ. Thế thì Vân lại càng phải nghe ý kiến của anh Thanh. Mẹ ra đường, thấy các cô con gái bây giờ lái xe kinh lắm. Cẩn thận, không có lại thành sát thủ đường phố ấy. Rồi không có tiền đâu mà đền. Em chưa gì, đã nói linh tinh. Cái Vân nó có bằng rồi. Chỉ cần học thêm một vài buổi nữa là nó lái thạo ngay thôi. Này, nếu con không kèm được nhá, bố sẽ đi kèm. Thật đấy hả bố? Ừ. Ông bị làm sao thế? Việc ấy là của thằng Thanh chồng nữa chứ. Ông dỗi việc lắm hả? Thế thôi, thế tuần sau hai đứa rỗi rãi đi xem lại xe lần nữa nhá. Thích loại nào, thống nhất ý kiến, mua luôn. Vâng ạ. Cho lên trên ạ. Rồi. Rồi nhanh lên, đôi kia lâu thế. Ôi, hai bạn là sụt dầm này. Ui giời. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ô này, nó là tòa nào? Tòa này, hay là tòa này? Đây, cái chữ đồng vọng nó to lù lù cái kia làm gì nữa. Đi lên xếp đồ xếp đạc đi. Trời đi nhanh lên. Từ thế nào? Bà Nga đấy à? Úi giời ơi, đi đâu mà không cầm điện thoại, để tôi gọi cháy hết cả máy này. Tôi vừa mới chạy ra ngoài có một tí, làm gì mà lu loa lên thế? Đang vội, gọi mãi không được phải cáu chứ. Bà cứ vào đây đã. Có chuyện gì đấy? Bà có 200 triệu không? Để làm gì? Bà chị gái tôi đang cần vay nóng 3 ngày, lãi 3 triệu luôn. Làm gì có? Thì bà cứ vào thử hỏi chồng hỏi con xem có không.
3 ngày mà được 3 triệu, kiếm gì cho nó lại? Đúng là như vậy. Nhưng không biết có xoay được không ấy. Bà vào gọi điện hỏi thử xem. Bà chị gái tôi vay, bà cứ yên tâm đi. Nhanh đi vào đi. Chị Nhung ơi, nhìn hộ em xem cân chưa? Đứng hẳn sang một bên chị mới ngó được chứ. Cân thì có cân đấy. Ô, này, tôi nói cho cậu biết nhá, cậu chụp tôi cái lúc nào mà tại sao mắt tôi lắc sạch như thế này? Có phải cậu cố tình tìm hàng? À, không, không, tìm không, hàng không. Đây là em bắt cái thần của chị. Chị không có cái con mắt nghệ thuật gì cả. Chị giỏi lý sự. Ôi, em chào cả nhà. Ô, anh chào Vân. Ăn sáng chưa Vân? Em ăn rồi. Ờ thế à? Ờ, ngồi đi em. Vâng. Sao thế? Mặt mũi cứ nhăn nhó thế kia. Ừ. Chị tưởng là chuyển chỗ làm mới, môi trường mới thì cuộc đời mình phải tươi vui hơn chứ nhỉ? À, hay là do đợt này anh bận quá, không có thời gian đưa em đi xem phim nên dỗ anh à? Anh này, anh bị hâm à? Không phải là như thế đâu. Ừ. Tại vì nhà em đi đến đây xa quá cơ. Mà đường xá thì đông. Buổi sáng em đã dậy sớm cả tiếng đồng hồ rồi. Ừ. Thế mà vẫn chả kịp chuẩn bị cái gì cả. Ôi dồi ôi, mệt mỏi buồn ngủ thế cơ chứ. Chị tưởng là em mua ô tô rồi cơ mà. Ôi dồi ôi, Trâm em, sao lại uể oải thế kia? Bực mình quá anh ạ. Ừ. Đường xá lúc nào cũng tắc cứng ấy. Khéo ngày mai em đi bộ đến cơ quan còn nhanh hơn. Đấy. Ừ. Rõ ràng em vừa mới đổ 60.000 tiền xăng chiều hôm kia mà sáng nay đi chưa được một cây đã báo đỏ rồi. Kiểu này mỗi tháng phải chi ra 1/4 lương cho đổ xăng mất. Đấy mọi người thấy chưa? Thế nay mà em đi ô tô thì thôi đấy, cái tiền mua xăng chắc cũng chết. Chứ còn gì nữa, các cô cứ xác định đi nhá. Mua ô tô nhá, nuôi nó hơi bị tốn luôn. Ừ. Tự nhiên là chuyển ra cái chỗ xa xôi hẻo lánh này, thả cứ ở cái máng lợn cũ còn hơn. Ôi dồi ôi, thôi kêu ca thắc mắc làm cái gì. Bây giờ kêu ca thì có thay đổi được cái gì đâu hả? Anh em mình bây giờ phải tính như thế này này. Mình đến chỗ mới, mình phải nghĩ ra cái gì cho cuộc sống nó tươi trẻ hơn đi. Cái gì? À đây này, anh thấy ở phía sau tòa nhà này nhá, có một cái dạng cây rất là đẹp. À, bọn mình có thể ra đấy chụp ảnh, rồi thay đổi avatar, cho nó thay đổi không khí. Thôi, em xin anh đấy. Khiếp. Anh không biết cái dạng cây đấy, ngày nào con chó của chú bảo vệ cũng tè à? Ủa thế ạ? Lạy bố, bố cứ ra đấy chụp ảnh đi nhá. Xong rồi chụp đứa nào đấy mắt cứ lắc sạch như thế kia kìa. Sao? Tiền chứ không phải giấy lộn đâu. Mà bà đòi hỏi lúc nào có là có ngay là thế nào? Có đồng nào bà chấn sạch, lột sạch, lấy đâu ra? Thì anh hỏi vay bạn bè, vay nhân viên. Anh là sếp, nói một câu họ chẳng mang đến ngay. Bà định bắt tôi đeo cái mặt mo để đi làm đấy à? Ông đừng có sĩ diện hão đi. Cứ thế bảo sao chẳng có xu nào dính túi. Ông muốn làm sao thì làm. Miễn có cho tôi là được. Nhưng mà... Alo, alo. Sao? Ông có xoay được không? Cũng chưa biết được. Gây nhỉ? Bà chị tôi lại cần tối nay. Hay là bà thử gọi điện cho thằng Thanh xem. Nhỡ đâu nó có vay được bạn bè. Thực ra ấy, con dâu tôi nó đang có tiền. Nhưng tôi cũng chưa muốn hỏi. Để xem ông Phương nhà tôi có lo được không đã. Bà cứ gọi điện cho con dâu bà đi. Bà không phải vội. Mờ dần trong hoàng hôn gió lộng, phút lỡ hẹn con đường trông vắng, một mình lặng lẽ trên lối về, chỉ còn đâu đây lời yêu chưa nói, theo hạt sương nhẹ bay trong gió, và tiếc nuối muốn cố
xin hãy đừng trôi vội vã, nhặt từng hạt nắng sưởi ấm tháng ngày lạnh giá. Đợi chờ hạnh phúc mong manh về trong tiếng mưa rơi, từng lời yêu thương vơi đi nỗi cô đơn, vẫn như còn thốn thức, như còn mỏi mong chút em đêm tình yêu muộn màng ở trong giấc. Con về rồi à? Mẹ. Chết rồi. Hả? Con làm sao thế này? Làm sao thế? Không sao đâu. Con chỉ bị chật khớp một tí thôi. Mấy hôm nữa là nó khỏi mà. Tại sao không báo cho bố mẹ biết? Con có còn là trẻ con nữa đâu mà động tí là mách bố mẹ. Với lại con có bị như thế này thì mới có cớ xin nghỉ làm để về đi thăm bố mẹ chứ. Bố. Ôi giời ơi. Tôi không muốn về chơi kiểu này. Lớn rồi, đi đứng phải cẩn thận chứ. Mà lần sau có thế nào cũng phải gọi điện về cho bố mẹ, nhớ chưa? Vâng, vào tắm rửa rồi đi ăn cơm. Mẹ nấu xong hết rồi đấy, đi. Ba để tôi. Đi mẹ, để bố đấy. Ui. Lâu lắm không được ăn nem ngon quá mẹ ạ. Úi giời ơi, gớm. Con gái con lứa, lớn bằng đầu bằng cổ rồi mà ăn uống kiểu đấy. Chả trách người ta mắng cho là bố mẹ không biết dạy con. Kìa ông, đây là nhà mình chứ không phải nhà chồng đâu. Ông cứ để cho con nó được thoải mái đi. Mai kia thằng Linh nó lấy vợ à? Vợ nó có mà phát sợ với ông. Ở nhà chồng con có mâm cao cỗ đầy, con cũng không muốn gắp. Mà có ăn cũng chẳng ngon bố mẹ. Con phải xác định, đã đi làm dâu là phải coi nhà chồng cũng như nhà mình. Như thế nó mới kết đoàn được. Đây này, cứ nhìn gương mẹ con đây này. Hả? Bố ơi, có lẽ là trên cái cuộc đời này ấy, chỉ có mỗi mình mẹ con là làm được việc đấy thôi. Bởi vì mẹ con là tuyệt vời nhất. Ô chị. Thôi,
Đứng ở đấy mà tranh luận với bố có mà hết cả ngày. Đi vào đi tắm nhanh lên, nguội hết cả cơm canh rồi. Không gì cảm ơn. Nhanh lên. Thằng kia, thấy chị về mà không ra chào, cứ lơ đi, láo thế chứ lệ. Phòng của chị vừa bụi vừa bẩn, em lau mệt tưởng chết đây này. Tay chị làm sao đấy? Ê, đâu. Chật khớp vớ vẩn thôi, mấy hôm nữa khắc khỏi. Chị phải cẩn thận chứ. Trời ơi, em tôi chăm thế này, sau này vợ lại được nhờ rồi. Này, chị không phải nói đều, em không lau bây giờ. Ê, thôi, lau nhà hộ chị đi, sau này mày cưới chị khác phục vụ, đi đâu mà thiệt. Nói thế còn nghe được. Anh chị yêu đương trên Facebook tình cảm quá cơ ấy, khéo lại sắp cưới nhờ. Này, Vân, em chưa tốt nghiệp, bố nghe thấy bố lại mắng cho bây giờ. Đưa về ra mắt rồi còn lắm chuyện. Chưa đâu vào với đâu, chốt làm sao được. Mà đối với em, yêu chưa phải là cưới. Ờ, đúng rồi đấy. Cứ suy nghĩ cho thật kỹ vào. Lấy nhau vào rồi, nhiều chuyện phức tạp lắm. Alo, tôi Phương, mẹ cháu Thanh đây ạ. Ông bà có khỏe không ạ? À, cảm ơn bà, à, vợ chồng tôi vẫn khỏe. À, phải mỗi tội cái chân đau, đi nhiều nơi quá mà vẫn chưa khỏi bà. Vâng, bệnh tuổi già ấy mà ông, cũng phải sống chung với nó thôi ông ạ. Vâng, tôi cũng nghĩ thế ạ. Thế này ông ạ, hôm nay tôi gọi điện cho ông, trước là hỏi thăm sức khỏe ông bà, sau là muốn nhờ ông bà một việc ạ. Đấy là nhờ ông bà chăm sóc cháu Vân giúp cho chúng tôi. Chả là tối hôm qua cháu nó giận nhau với chồng bỏ ra ngoài, chẳng may bị ô tô nó va phải. Sao cơ ạ? Cái Vân nó bị ô tô. Tôi đã bảo cháu ở nhà để tôi lo lắng chăm sóc cho cháu, nhưng nó không nghe, cứ nhất định đòi về nhà với ông bà đấy ạ. Bà ơi, chắc là bà nhầm thế nào đấy chứ. Cháu nó vừa mới về, cháu nó nói là bị sơ ý trượt chân ngã thôi ạ. Vừa rồi ạ? Ông nói sao? Cái Vân nó về nhà từ sáng cơ mà. À, vâng. Ừ, thế có lẽ là để tôi hỏi lại cháu ạ. Chào bà. Con chào mẹ. Hôm nay mấy anh em trong phòng con rủ đi uống bia nên con về hơi muộn ạ. Anh báo cáo với vợ anh ấy. Báo cáo gì với tôi? Thế con đi tắm rồi mẹ con mình ăn tối nhá. Anh ăn một mình đi, tôi bây giờ làm sao mà nuốt nổi. Nếu như anh không muốn nhìn thấy cái bản mặt của tôi như vợ của anh ấy thì anh cứ đi luôn đi, không cần phải nói dối nói giá như thế đâu. Gái con đứa gần ấy tuổi đầu rồi mà lại có những cái hành động thiếu suy nghĩ như thế. Thì con chỉ rủ cái Trang đi ăn thôi, đấy cũng là chuyện bình thường mà. Cứ quan trọng hóa nên nó thành như thế. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì con cũng phải thông báo kế hoạch của mình với mẹ chồng. Chứ con cứ im ỉm như thế, người ta sẽ nghĩ rằng con không tôn trọng người ta. Người ta sẽ nghĩ rằng là bố mẹ không biết dạy con. Bố con nói đúng đấy. Con làm cái gì thì cũng phải có kế hoạch. Muốn về chơi với bố mẹ thì cứ nói trước, chứ ai lại để cho bà đi chợ sắp xếp hết thức ăn rồi con lại đùng đùng bỏ đi. Mẹ là mẹ cũng không tán thành chuyện này một chút nào đâu. Vân này, bố nghĩ lát nữa
con nên gọi điện cho mẹ chồng xin lỗi người ta, rồi ngày mai bắt xe về luôn. Ơ, bố. Chứ con làm như thế này bố mẹ mang tiếng lắm. Kìa ông, đằng nào thì con nó cũng đã về đến đây rồi, lát nữa ông gọi điện xin lỗi cũng được mà. Kìa ông, ông cứ để con nó ở lại chơi mấy hôm. Bà cứ chiều con theo cái kiểu vô lối như thế. Mình có thương con mình thì lại càng phải cư xử làm sao cho nó phải nhẽ. Vân, nghe bố, gọi điện đi. Vân à, mẹ chồng con tuy kỹ tính nhưng cũng là người tốt. Vâng, thì mẹ chồng con cũng tốt mà cũng rất biết cách chăm sóc quan tâm đến người khác. Thế nhưng mà không phải chuyện gì cũng nên can thiệp vào. Bọn con cũng phải có cuộc sống riêng tư của mình chứ. Mỗi người có một quan điểm khác nhau, cho nên khi về sống cùng cũng phải nên dung hòa đấy con ạ. Vấn đề là mẹ chồng con lại thuộc típ người mà yêu con mình quá đà. Mẹ phải nhìn cái cách mà mẹ chồng con chăm sóc anh Thanh ấy, có khi mẹ cũng bực. Mẹ nào mà chẳng yêu con. Mẹ cũng vậy mà. Có thể tâm lý của mẹ chồng con là sợ con trai yêu vợ hơn yêu mình. Con với mẹ anh Thanh chỉ là cùng yêu một người đàn ông thôi, chứ con có cướp cái gì đâu. Mẹ hiểu. Thôi, qua thời gian mọi chuyện sẽ ổn. Giờ con ngủ đi. Ngủ một giấc thật ngon, sáng dậy sẽ nhẹ nhàng hơn. Nào, bỏ cái bộ mặt ủ rũ đi. Sáng mai ăn gì để mẹ nấu? Mẹ nấu cái gì con cũng ăn. Ừ. Hay thôi, mẹ nấu gì cho con ăn luôn, con đói lắm rồi. Hả? Ăn luôn bây giờ, xong ngay. Buổi trưa nhớ về ăn cơm đấy con nhá. Có gì con sẽ gọi điện cho mẹ. Ừ. Con đi làm đây ạ. Ừ. Đó cô ạ. À. Bác Phương này, bác Phương. Con dâu bác thế nào rồi? Ôi giời, về ngoại rồi. Thích tôi cho về luôn, nhẹ nợ. Ôi giời ơi, không thế được đâu. Trước ấy, em cũng nghĩ như bác đấy, cho con dâu về ngoại để dưỡng thai. Nhưng mà bây giờ không thế được nhá. Em nghe Phong Phanh ấy, bên đấy nói là vì em chăm không ra gì cho nên mới đùn về bên đấy. Em đã nghiền hết cả người lên đây này. Tôi cũng chỉ vì sợ mang tiếng mà lần trước ấy nó bị trầm cảm, tôi đã nhất định không đồng ý rồi. Nhưng lần này được cả bố lẫn con thằng Thanh cứ hùa vào. Thế à? Thế là tôi đành phải chịu đấy. Chịu là chịu thế nào? Em vừa mới gọi điện kiên quyết bắt về nhá. Mình cũng phải có cái oai của mình chứ. Không thế tưởng mình dễ, muốn bắt nạt thế nào cũng được à? Đúng không? À này, hả? Tôi hỏi cô, cái vụ phong thủy mà cô làm cho con dâu thế nào? Dày công nghiên cứu lắm bác ạ. À. Để em bày cho bác nhá. Con mời bố ạ. Ôi, bố xin. Ban ngày mọi người đi làm hết cả, một mình bà ấy lủi thủi ở nhà cũng buồn chứ.
đến chiều về đông đủ thì bà ấy quan tâm chăm sóc cũng là lẽ thường thôi. Thì cũng phải ra ngoài chơi, chứ chả nhẽ cứ ru rú cả ngày trong nhà ấy ạ. Mẹ chồng chị không bao giờ đi ra ngoài đâu, bần cùng bất đắc dĩ lắm thì mới đi thôi. Bảo sao khó tính là phải. Linh, nói với người lớn thì cũng cẩn thận chứ. Đi. Alo. À, vâng, tôi Phương đây ông ạ. Ôi, chào bà thông gia. Ông ơi, thế cháu Vân từ hôm qua đến giờ về nhà nó ăn uống thế nào hả ông? Vâng ạ, cảm ơn bà đã quan tâm. Từ lúc cháu nó về, mẹ cháu mua nhiều đồ ăn để tầm bổ cho cháu lắm ạ. Thú thật với ông, từ lúc cháu nó bị tai nạn rồi ngất ra đấy, tôi lo lắm. Chỉ lo vài ngày sau rồi nó mới phát bệnh thì khổ ông ạ. Ôi, không sao đâu bà. Chiều nay mẹ cháu sẽ đưa cháu đến ông Lang để đắp thuốc lá. Ông này giỏi lắm bà. Vâng, tôi cũng mong là cháu nó giữ gìn sức khỏe để sau này còn sinh nở. Cớm, lâu quá rồi, mãi chả thấy có tin vui. Gia đình chúng tôi cũng sốt ruột ông ạ. Bà dạy chí phải. Vợ chồng tôi cũng mong lắm con đầu cháu sớm mà bà. Ông nói đúng, trong nhà có tiếng trẻ con nó cũng vui. Dạ. Ôi, bà thông gia, bà làm sao thế ạ? Ôi, cái tim của tôi. Thôi, xin phép ông nhá. Alo. Vân ơi, Vân. Dạ. Bà ơi. Gì thế ông ơi? Đi thế hả bố? Ôi, bà thông gia, hình như là bệnh tim của bà ấy lại tái phát hay sao ấy. Thôi chết, mẹ chồng con nói với bố như thế á. Ừ, đang nói chuyện rất là vui vẻ thì tự dưng thấy bà ú ớ rồi là dập máy luôn. Con gọi điện ngay cho thằng Thanh đi, báo lên. Hay cái con bé này. Hay thôi, thay quần áo đi, bố đưa ra bến xe. Giờ về rồi à? Bây giờ anh mới về á? Ừ. Anh đi mua ít đồ cho mẹ. Để đánh sách cho. Mẹ thế nào rồi? Mẹ vẫn bình thường mà. Uống thuốc vào là khỏi thôi. Sao em không ở nhà thêm mấy ngày nữa mà chơi? Thế mà anh không nói sớm với em, để em chạy lên sấp sấp ngửa mệt thế không biết được. Thôi, về nhà rồi thì thôi, có gì đâu. Này, mẹ đang mệt. Mẹ mà biết em về đây sớm vì lo cho mẹ, chắc mẹ vui lắm đấy. Con chào mẹ ạ. Mẹ bảo mệt, sao mẹ không đi nghỉ đi? Còn ở đây nấu nướng làm gì nữa ạ? Thì đến giờ cũng phải xuống mà cơm nước cho cả nhà chứ. Thôi, con đi đường xa bụi bậm, lên trên nhà tắm rửa thay quần áo đi. Lát nữa đợi bố về cả nhà ăn cơm một thể. Vâng. Ê, con. Dạ? Đừng có để lên bàn như thế, bẩn quá. Ném ra ngoài kia cho mẹ. Dạ, đây là rau bố mẹ con gửi biếu bố mẹ đấy ạ. À, thế hả? Với lại bố mẹ con cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Bố mẹ con chu đáo quá, để lát nữa mẹ gọi điện cảm ơn. Vâng. Con xin phép mẹ con lên phòng.